quá đẹp. Anh em mua chỉ chắc hay gì cũng ngon. Rồi mình có khách tới rồi, cảm ơn anh em. Hi. FZ1 laser. Anh Mark. Dạ. Yeah. Hello. You can speak English. May quá có anh Mark rồi. À, mình tạm thời mình tắt cái này để mình tiếp khách nha. Chìa khóa còn đẹp quá này. Con này đời 2.2, 2.3. Nó nói là nó có ba mà nó là bị điện, là một đó là cái lúc mà cái đèn này nè. Ok. Nó không lên. Bát xin không lên. Không lên. Với cái đèn, mấy cái đèn nó chớp. Lúc mà nó chạy cái đèn nó chớp nè. Nó mở lên hoặc nó chớp. Đó. Chớp vậy đó. Có nghĩa là nó tắt mở. Tắt mở. Là, okay. Đó này. Tất cả các đèn luôn. Các đèn nó chớp tắt. Nguồn nó không ổn định. Với cái khe bùa to đồ này nó bị hư nè. Nó thay cho nó. Rồi cái cộng dây ga. Với ba là cái như mình cái có một FZ. Cái đĩa FZ. Cái thắng dầu này phải làm lại như là xả gió cho nó. Cái bên đạp. Cái lúc mà nó đạp xuống nó cứng hồi nó đạp luôn. Nó mất dầu. Dầu. Nó dầu. Cái này là phải thay cái phốt ở đây, làm lại cái này. What he's trying to do is he got to take this out and check inside the internal, because I think the O-ring Yamaha inside. Yamaha is different than Honda. Honda, they have like all seals. Yeah, the all seals, Yamaha, but this one is different. I know. Cái này nó có hai trường hợp á, nếu mà kiểm tra cái này nó ổn á thì không cần phải vệ sinh con heo dưới này. Còn không là nếu mà muốn chắc ăn nguyên một bộ thì mình chưa biết là nó bị mất dầu, nó bị nóng là do cả bố, là do cái thằng Ben này nó bị ấy, hay là do con heo này nó bị nó không có bung ra. Yeah. So what he's trying to do is he's going to check the whole system, okay, to make sure the brake caliper is working order. Okay. And then he's going to check to make sure all the O-rings and the push rod, everything is correct in here. Make sure it's not leaking air or Exactly. Okay, in the end, if we couldn't do anything with the master, I can order it or something. Okay. This is the last way. Nếu mà cần mua là mua cái này thôi, hoặc nếu mà cái này sửa không được thì mới mua cái khác. Chứ còn cái dưới thì vệ sinh được. He's trying to fix it. Okay. And then if he can't do anything about it, and he's gonna let you know. He's gonna go ahead. Cái kia là vệ sinh được chắc chắn rồi. Let's do the basic problems first. Yeah, and the electric and the once is everything is done, then we take care of this for you. Yeah, they keep the brake last. Okay. Because I have the front brake, so okay. It's kind of good. Cho nên nói bây giờ trước miếng là làm điện với thay cái này cho nó. Với có cái đèn. Làm cái đó trước. Rồi chừng nào xong xuôi đó thì tới cái này. Hỏi ổng có cần gấp lắm không? How soon do you want it, sir? How soon do you want it? Sorry? How soon do you want it? Like now? Can you finish it now? Oh, okay. It's gonna take a while for them to check everything out. Xử dứt được không? Can you? Is there any way that you can leave it here? No, and I came from Turkey. Anh nhớ là mình còn cái cọc vàng dây điện của FZ1, anh nhớ không? Nổ không? Em có dọn. Ông nói là ông đang cần liền cọc từ Thủ Đức xuống. Cái này có fix được không? What's your name, sir? My name is Matt. Thầy Elian. Thầy from US. Yeah, obviously. I could hear that. Actually. What's your name? Sophie. Sophie, okay. You come down here often or? You have this place? Yeah, this is the first no, time. No, I mean come down to Ho Chi Minh City. Well, I live in Phung Nguyen, so today I had a very tough day. Oh. So I went to Hau first, you know, Hau. Okay.
And as usual, I had like fight with him. I've been knowing this guy for 5 years and he keeps stealing my money, you know? Like, leave the bike for me, I will fix it. No, how? I'm not gonna leave the bike. Like, I'm gonna stay, you gonna leave the bike. Nothing, I could stay 3 or 4 or 5 hours. Then I went to another place. Yeah, like I'm like you want it now, but 10 o'clock in the morning, I'm in the streets, you know. Anh nói ổng là cái này mình có thể fix lại, nếu mà ổng muốn cái này mới ổng phải đặt đồ về thì bây giờ mình fix lại cho. What he can do is he can fix this for you, and then if you want it new, then you have to order the không có sẵn. We don't have it here. Nhưng mà cái này nó không quan trọng lắm đâu. Yeah, I mean he it's broke off so it's cái này hàng được and it's heavy. Không it's like nhưng mà nói ổng cái này không quan trọng đâu. Mình đi lại cho nó ngay này là ok. Mình cặp dây ngay là ok. What he can do is he can go ahead and temporary fix it and then order new parts for you. So if that what you want. It would be more like a little bit softer. Yeah. Yeah. Yeah, he can try and fix that for you. Okay. Nó nói là cái này nó cứng nè. Ok, cái này mình làm lại là ok. Tại cái này nó cũng không quan trọng lắm. Nó chỉ gãy cái phần này nè, do người ta cặp cái dây giữ này không đúng nè. Thì nó làm chịu gánh lực ở cái chỗ này. Nó gãy thôi. Giờ cái này quan trọng là cái phần thắng sâu. Lại điện nguồn. The electrical is one thing and then the main thing is your back brake. Phong. Phong. Xử trí cái phần điện nguồn này trọng rồi nó chập chờn á. Tầm khoảng bao nhiêu tiếng để báo với ổng và ổng chờ được không? Tầm khoảng bao lâu để mình phỏng phỏng với người ta với lại cái phần ben này luôn. Mình phải 4. Just give a little time so we can get everything ready. Okay, well, I think I have you can come back. You can come back here at 4. And you have to wait for a little bit. Is that okay? Anh hỏi ổng sao mà ổng tìm thấy mình, ổng như tôi đất sao ổng biết mình. How do you know this place? You want to know? From what's called? Road biker? Biker? Road biker? Yeah. So I went to Fengyu. Phú Nhuận á, bên Phú Nhuận á, gửi qua đây. What's your name, Phú Nhuận? What's the name of the place? Tài Đạt. Tài Đạt. Tài Đạt. Yeah, thank you. You're helpful actually to show me the... Nó không ăn lắm thôi à. Nó nặng tiền thôi. Cái này có máy rồi mà nó dầu nó cao. Để coi khi mà hạ nhớt cho nó đầy không. Cái này if the bike, I mean, if the engine on, there is no problem. Okay, but the problem here when you turn on the key. Yeah, when you turn on the key, it seems like blinking. Okay. And okay. Also with the lights. Okay. And the old electric, something wrong with old electric. Because even with the flasher, with the signal, you can see all the light like flashing, like. Oh, so it's eating a lot of charges. Exactly, the battery.